Chị tên là Ngân, chị ở quận 1. Ngày hôm nay chị Ngân đến với Gangwhoo, mình làm dịch vụ gì vậy chị? Chị làm mũi. Mình làm mũi ha. Rồi chị có thể nói sơ giúp em về dáng mũi hiện tại của mình và mong muốn dáng mũi mới như thế nào? Mũi của chị nó bị lộ sóng nè, nó tụt sụn, nó như là bóng đỏ đầu mũi. Chị muốn mũi chị sửa lên là nó khắc phục cái tình trạng này. Dạ. Và hiện tại mũi của mình đã sửa bao lâu rồi? 7 năm rồi. Cơ duyên nào mà đưa chị đến với Gangwhoo? Chị tìm hiểu những cái thẩm mỹ viện mà có tiếng ở Sài Gòn mình, rồi chị vào Facebook chị xem hình ảnh của khách hàng, thì chị thấy bên Gangwhoo nó cái dáng mũi chị ưng hơn những chỗ khác. Rồi lý do vì sao mà chị lại lưỡng lự chần chừ đến bây giờ? Phải đâu, tại vì hồi trước chị chưa tìm được chỗ ưng ý thôi. Chị mới tìm được Gangwhoo gần đây thôi. Gần đây thôi ha. Khi mà chị tìm hiểu Gangwhoo như vậy thì chị có biết đến phương pháp gây tê Plus độc quyền ở đây không? Có, chị có biết. Rồi thì khi mà chị tìm hiểu như vậy thì cái phương pháp gây tê Plus này thì chắc chắn là trong quá trình làm cũng như là sau khi làm thì mình sẽ không có đau. Đó cho nên là chị cứ yên tâm về vấn đề đó ha. Với phương pháp này các bác sĩ sẽ giảm tối đa cho chị những cái vấn đề về xương hàm ẩm luôn. Đó cho nên chị yên tâm nha. Em hy vọng là em sẽ gặp lại chị sớm với một diện mạo mới chị nha. Cảm ơn chị đã tin tưởng và lựa chọn Gangwhoo ạ. Cảm ơn em. Đẹp luôn, nó lượn nhẹ nè, đầu mũi bay nè, mặc dù dáng mũi này mới chỉ có 15 ngày đúng không em, nhưng mà cái form mũi của mình khá là ok, cũng là cái cơ địa của mình nó cũng tốt, không có sưng nhiều, đã vào form rất là ổn rồi. Thì em có thể chia sẻ thêm giúp chị là cái quá trình làm của mình em có cảm thấy đau đớn hay là có bất cứ điều gì mà mình cảm thấy lo lắng không? Trước khi làm thì em cũng hơi lo, em sợ đau, nhưng mà bác sĩ bảo là không đau thì cũng làm không đau thật, làm xong rồi cũng không đau luôn. Thì cái quá trình trong vòng 15 ngày em ở nhà em chăm sóc em cảm thấy khó khăn nhiều không chị? Nó nhẹ nhàng đơn giản. Có cái này cơ địa mình cũng tốt đó, cái form của mình vào rất là vào form luôn. Thì nhân tiện đây nè, em có lời nào muốn chia sẻ đối với những bạn đặc biệt là đã nâng mũi giống như em rồi đó, nhưng động viên các bạn khi mà phải chịu đựng một cái mũi nó không hoàn hảo như vậy không? Những bạn mà có khuyết điểm về mũi đó muốn sửa lại hoặc là chưa có tự tin để nâng mũi thì mình khuyên là nên đến thẩm mỹ viện Gangwhoo để làm không đau, và kết quả rất là đẹp và rất là hài lòng. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Chúc em là thứ nhất là cái nhan sắc của mình ngày càng nó tươi tắn hơn, xinh đẹp hơn, và lúc nào mình cảm thấy rạng rỡ khi mình có một cái gương mặt với một cái dáng mũi mới như thế này nha. Đặc biệt là chúc em ngày càng thành công hơn trong cái công việc của mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện làm mũi của mình tại Gangwhoo nha.